Kính chào khán giả đang đến với chương trình Tin nóng 24 giờ được phát sóng trên kênh Đồng Nai 1, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai vào lúc 19 giờ 45 phút đến 20 giờ hàng ngày. Minh Tâm và Tuyết Kha rất vui được chia sẻ thông tin cùng quý khán giả trong chương trình ngày hôm nay, Tin nóng 24 giờ thứ hai, ngày 10 tháng 6 năm 2024. Chương trình sẽ có các thông tin nổi bật sau đây. Hà Giang, mưa lũ gây ngập úng, sạt lở gây tắc đường trên nhiều khu vực trên cao nguyên đá. Cảnh báo lừa đảo từ hình thức chơi họ. Hương vị trù nếp Tết Đoan Ngọ. Thưa quý vị, liên quan đến vụ cháy nhà trên đường Bắc Hải, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết tiếp nhận cấp cứu 3 bệnh nhi bị ngạt khói, trong đó 2 trẻ bị nặng. Theo đó có 3 trẻ 10 tuổi, 5 tuổi và 2 tháng tuổi, trong đó 2 bé lớn nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng, phải thở máy. Riêng bé 2 tháng tuổi nhẹ hơn đang được thở oxy. Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp tục hội chẩn, tiến hành nội soi đường thở đánh giá mức độ thương tổn của tình trạng bỏng đường hô hấp, từ đó có hướng điều trị cụ thể cho 3 bệnh nhi. Trước đó, vào khoảng 23 giờ 44 phút đêm qua, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh nhận tin báo cháy tại căn nhà trên đường Bắc Hải, phường 15, quận 10. Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an quận 10, quận 11 và khu vực 1, phòng PC07 được điều động với 12 xe chữa cháy cùng 70 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai công tác cứu hộ chữa cháy. Ít phút sau, cảnh sát đã dập lửa kịp thời, không để cháy lan sang các nhà dân xung quanh. Vâng, thưa quý vị, trong hai ngày hôm qua và ngày hôm nay, trên địa bàn nhiều huyện và thành phố của tỉnh Hà Giang có mưa to. Nước từ các thượng nguồn đã gây ngập úng cục bộ, sạt lở đất đá, gây cô lập trên nhiều tuyến đường thuộc các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, thành phố Hà Giang. Tại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, ngay từ chiều qua và sáng sớm hôm nay, lượng mưa rất lớn đổ xuống, nước sông Lô chảy qua thành phố Hà Giang dâng cao. Một số đoạn nước sông Lô dâng lên tới mặt đường sát bên bờ sông. Nhiều tuyến đường trong trung tâm thành phố bị ngập úng cục bộ, nước tràn vào nhà dân, có nơi ngập tới 50 đến 60 cm, buộc người dân phải di chuyển đồ đạc lên khu vực cao hơn. Nhiều điểm ngập úng nghiêm trọng như trên đường Lý Tự Trọng, khu vực cầu Trắng, tổ 12, phường Nguyễn Trãi, ngã tư giao nhau đường Lê Quý Đôn và đường 20 tháng 8. Phường Nguyễn Trãi, xã Phương Thiện, một số điểm trên địa bàn phường Ngọc Hà, Quang Trung, Ngọc Đường. Sau vụ trẻ mầm non ở Thái Bình tử vong khi bị bỏ quên trên ô tô đưa đón học sinh, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu mạnh tay xử nghiêm vi phạm đối với ô tô đưa đón học sinh. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện rà soát các trường học có sử dụng xe ô tô hợp đồng đưa đón học sinh. Trong đó, nên yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải và cơ sở giáo dục phải ghi rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân về việc bảo vệ sức khỏe cho học sinh khi lên xe, ngồi trên xe và xuống xe. Quá trình đưa đón trên xe cần phải có người chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra danh sách học sinh, nhắc nhở học sinh thực hiện các quy định và kỹ năng an toàn khi ngồi trên xe và khi lên xuống xe ô tô. Bên cạnh đó, Bộ Giao thông cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm đối với các phương tiện xe ô tô đưa đón học sinh. Thời gian qua, ở một số địa phương, trong đó có Hà Nam, đã xảy ra các vụ vỡ họ với số tiền chiếm đoạt mỗi đường dây lên tới hàng tỷ đồng. Mặc dù cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo, song không ít người dân vẫn sập bẫy, tiền mất, tật mang khi tham gia vào các dây họ. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Lý Nhân, Hà Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Đoàn Thị Sáng, sinh năm 1983, trú tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn lợi dụng lòng tin của người dân, Sáng đã thành lập 27 dây họ, lôi kéo hơn 800 người dân chơi, tương đương với hơn 1.300 suất họ. Sáng đã mạo danh người khác để mua họ và chiếm đoạt tài sản. Do tôi kinh doanh thô lỗ nên là hầu như phần đa là những người đến mua họ thì
tôi đều có phiếu gửi rồi. Thế là để tôi lấy, và sau khi biết là mình không còn khả năng để chi trả nữa thì tôi đã trốn đi. Thì tôi có tham gia chơi họ với nhà Tâm Sáng và tôi đã đi 8 suất họ ở tại gia đình nhà Tâm Sáng. Trong khi đó tổng số tiền tôi đóng là bằng 241.020.000. Đến tháng 3 của 2024 âm lịch này thì vợ chồng Tâm Sáng đã bỏ trốn khỏi tại địa phương. Thì tôi, trong khi đó tôi là người dân đi họ, tôi rất là hoang mang. Khi người dân có nhu cầu vay vốn hoặc gửi tiền tiết kiệm thì nên tìm đến những tổ chức tín dụng hoặc các ngân hàng, vì tránh chơi họ hụi, vì cái đấy, cái việc chơi hụi họ là tiềm ẩn cái nguy cơ rủi ro rất cao. Từ các vụ vỡ họ xảy ra gần đây trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Hà Nam nói riêng, cơ quan công an khuyến cáo để tránh bị lừa đảo, người dân nên chọn lựa các hình thức đầu tư tiết kiệm an toàn, tránh việc tham gia chơi họ mang tính rủi ro cao, tiềm ẩn nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản. Đồng thời phải nắm vững các quy định của pháp luật liên quan đến góp vốn để vừa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, vừa phòng tránh rủi ro. Công an thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An vừa phát hiện bắt giữ vụ vận chuyển ma túy lớn. Vận chuyển một lượng lớn ma túy từ Quế Phong, Nghệ An với ý định đưa ra các tỉnh thành phố phía Bắc tiêu thụ. Tuy nhiên, khi chưa kịp rời địa bàn, thì Lương Đức Nguyên, quê tỉnh Thái Nguyên, đã bị Công an thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An đón lõng bắt giữ. Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện thu giữ 6 bánh heroin trọng lượng hơn 2 kg, 6.000 viên ma túy tổng hợp và một con dao nhọn. Tại cơ quan công an bước đầu, Lương Đức Nguyên thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đang tạm giữ hình sự đối tượng Tài Thị Kim Khỏe, 39 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, chiều ngày 8 tháng 6, sau khi tiếp nhận tin báo tố giác của Nguyễn Thị Na, quê tỉnh Trà Vinh, về việc bị mất trộm một ví tiền bên trong có hơn 24 triệu đồng và hai chiếc nhẫn vàng 18K, Công an thành phố Phan Rang, Tháp Chàm đã nhanh chóng điều tra, truy xét và bắt giữ đối tượng Tài Thị Kim Khỏe sau 6 giờ gây án. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã đi từ thành phố Đà Lạt xuống thành phố Phan Rang, Tháp Chàm chơi. Khi đến một quán ăn tại phường Phú Hà, phát hiện nhóm người của chị Na không để ý túi sách nên đã lén lút lấy trộm đi ví tiền của chị Na rồi rời khỏi hiện trường. Công an thành phố Phan Rang, Tháp Chàm đã thu hồi toàn bộ tài sản và trao trả người bị hại. Vâng, thưa quý vị, tối qua lễ hội sông nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2024 khép lại với nhiều dấu ấn khó quên trong lòng du khách và người dân thành phố. Với hơn 1.100 thiết bị không người lái bay trên bầu trời đã tạo ra các biểu tượng đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh để truyền tải thông điệp về một thành phố không ngừng hướng tới tương lai nhưng vẫn nâng niu, trân trọng quá khứ và lưu giữ những nét văn hóa của riêng mình. Đây cũng là cách để người dân và du khách luôn xem thành phố Hồ Chí Minh là thành phố của lễ hội, tràn đầy năng lượng, dồi dào sức sống, thân thiện, mến khách. Thưa quý vị, Tết Đoan Ngọ hay còn gọi với cái tên dân dã là Tết Diệt Sâu Bọ diễn ra vào ngày 5 tháng 5 âm lịch hàng năm. Trong không khí ngày Tết Đoan Ngọ không thể không nhắc đến hương vị của rượu nếp cái hoặc là nếp cẩm, vật phẩm thấm đượm bản sắc văn hóa và mang lại hương vị đặc trưng cho ngày Tết này. Từ 4 giờ sáng, bếp của gia đình bà Công Thị Hoa, làng nghề xôi Phú Thượng, Hà Nội đã đỏ lửa. Dịp Tết Đoan Ngọ năm nay, gia đình bà nhận làm hơn một tạ rượu nếp cái hoa vàng và nếp cẩm, phục vụ nhu cầu thực khách. Hơn 40 năm gắn bó với nghề, bà Hoa cho biết, để rượu nếp thơm ngon, một trong những công đoạn quan trọng là vào men. Mình phải tãi đều mỏng ra này, tãi đều mỏng để cho nó bay hơi, nguội tới, mình bắt đầu vào men dây đều ra, mà men thì phải chọn men ngon. Gạo nếp dùng làm rượu là nếp cái hoa vàng, loại gạo có độ dẻo, quánh, hạt mẩy, tròn, để khi lên sôi đảm bảo căng, bóng,
đạt chuẩn cả về hình thức lẫn mùi vị. Dù là nếp cẩm, nếp cái hoa vàng vẫn nguyên vỏ lụa và lớp cám. Quá trình làm rượu nếp hay còn gọi là cơm rượu bắt đầu bằng việc nấu gạo nếp chín thành xôi để nguội và ủ với men. Với những người con làng nghề xôi Phú Thượng Hà Nội, mỗi công đoạn làm rượu nếp đều quan trọng và người làm nghề phải đặt trọn vẹn tâm huyết vào đó. Công đoạn nào cũng quan trọng. Từ lúc chọn gạo, gạo là mình phải lấy gạo ngon, gạo hạt to mấy. Đến lúc ngâm thì lại phải kỹ càng, sóc, sạch sẽ, nước ngoài phải trong, thơm, không được chua. Mỗi ngày có hàng tấn xôi Phú Thượng được chuyển đi, rao bán đến từng ngõ ngách trong thành phố. Công việc dù bận rộn là vậy, nhưng vào dịp Tết Đoan Ngọ, hơn 400 hộ thuộc làng nghề truyền thống Phú Thượng đều tập trung làm rượu nếp để phục vụ nhu cầu thực khách gần xa. Mình cũng hào hứng từ bao nhiêu ngày nay để chuẩn bị đồ điếc, để chuẩn bị để cho đến ngày mùng 5. Là mình cũng yêu quý nghề truyền thống mà. Để chuẩn bị cho cái Tết Đoan Ngọ là người ta đã phải chuẩn bị gạo từ hôm mùng 1 đến mùng 3 là họ mới thổi. Thổi thì đến khi vào men và đến sáng mùng 5 là tất cả nhân dân là hồ hởi phấn khởi đi phục vụ nhân dân cái ngày mùng 5 tháng 5. Gạo ngon, men được rắc đều tay, ủ đủ ngày nên rượu nếp làng nghề xôi Phú Thượng được nhiều người lựa chọn làm món quà biếu, dâng cúng tổ tiên và ăn trong ngày Tết Đoan Ngọ. Với nhiều người, tiệc ăn rượu nếp ngày Tết Đoan Ngọ được xem là một cách để tiêu diệt sâu bọ trong cơ thể. Dù hoa quả gì đi chăng nữa vẫn phải có cái tí rượu nếp, một là rượu trắng và hai là rượu cẩm. Rượu Phú Thượng ở đây thì là ngon nhất, nổi tiếng nhất. Rượu nó ăn nó, cái rượu của nó thơm, mà cái hai nó hạt nó nếp tép, nó như là trứng cà cuống ấy, rất ngon. Rượu nếp là món ăn hội tụ đầy đủ các vị cay, nóng, ngọt, chua, đắng để giết sâu bọ, dùng ký sinh trùng trong cơ thể. Vì vậy, cơm rượu nếp là món ngon không thể thiếu và được ưa chuộng nhất vào ngày Tết Đoan Ngọ. Mới đây, mạng xã hội lan truyền clip xe tải dìu xe máy qua cầu Rạch Miễu, Bến Tre. Đoạn clip khiến nhiều người xem xúc động, ca ngợi các tài xế xe tải có tinh thần nghĩa hiệp. Đoạn clip kể trên do anh Võ Duy Khang, sinh năm 1986, ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội. Anh Khang cho biết, clip được anh quay bằng điện thoại vào lúc 15h26 phút ngày 8 tháng 6 tại cầu Rạch Miễu, tỉnh Bến Tre. Anh Khang khẳng định bà con đi xe máy không mở lời nhờ cậy mà tự các tài xế xe tải làm việc nghĩa. Sau khi được dìu qua cầu Rạch Miễu, nhiều người đi xe máy ngoái chào và cảm ơn tài xế xe tải. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đang xác minh xử lý xe khách 16 chỗ của nhà xe Quê Hương ngang nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 26 gây mất an toàn giao thông. Theo nội dung video, khoảng 12 giờ 10 phút ngày 7 tháng 6, xe khách 16 chỗ mang biển kiểm soát 47B01652 của nhà xe Quê Hương lưu thông trên quốc lộ 26 theo hướng thành phố Buôn Ma Thuột đi huyện EAK. Khi xe khách chạy qua thị trấn Phước An, huyện Rồng Bắc, bất chấp các xe dừng đèn đỏ phía trước, xe khách 16 chỗ vẫn chạy với tốc độ cao, qua làn đường ngược chiều, ngang nhiên vượt đèn đỏ. Toàn bộ hành vi của tài xế trên được camera hành trình của một xe ô tô đang dừng đèn đỏ ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Mới đây trên quốc lộ 21B đoạn qua tỉnh Hà Nam, một thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi xe máy, lạng lách, tạt đầu ô tô dẫn đến tai nạn. Người này bị ô tô đâm trúng, ngã bất tỉnh trên đường. Thực tế, nhiều vụ tai nạn do lái xe phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, tạt qua đầu các phương tiện để lại hậu quả đáng tiếc. Những hình ảnh đáng sợ về các vụ tai nạn vừa rồi chắc hẳn cũng đã để lại cho quý vị những bài học khi tham gia giao thông, phải không ạ? Và đến đây thì chương trình Tin Nóng 24 giờ do Phòng Thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai thực hiện cũng đã kết thúc. Chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Tin Nóng 24 giờ vào ngày mai, 19h45 trên kênh Đồng Nai 1, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai.
Nếu có bất kỳ thông tin và hình ảnh gì cần chia sẻ liên quan đến các lĩnh vực đời sống, an toàn giao thông, an ninh trật tự v.v., quý vị và các bạn có thể gửi mail về cho chương trình theo địa chỉ tinnongdongnai@gmail.com. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt.